Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi động hấp dẫn, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 9 đã khép lại và bế mạc vào chiều nay 26 tháng 9. Qua 9 lần tổ chức thì Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ không chỉ để lại những ấn tượng tốt đẹp mà còn mở ra nhiều cơ hội để quảng bá, xúc tiến cũng như liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh thành trong khu vực. Theo ban tổ chức, với 17 hoạt động hấp dẫn, sinh động, thiết thực, hiệu quả, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 9 đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Các cái hoạt động diễn ra thì năm nay nó có cái số lượng nhiều hơn so với lần vừa rồi. Đó là cái nữa đó là các cái tỉnh thành cũng có cái tham gia, cũng như các quận huyện tham gia đó là trưng bày có cái phong phú hơn. Rồi cái giới thiệu quảng bá cho đơn vị của mình xúc tiến nó được nhiều hơn. Còn những dịp lễ hội như thế này thì đơn vị được tiếp xúc trực tiếp với bà con và nghe được những thông tin trực tiếp về cái sản phẩm và việc quảng bá sẽ được thuận tiện hơn. Qua những lần tổ chức, ngày hội luôn thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan, đặc biệt với sự tham gia của 11 tỉnh thành đến từ khu vực miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã mở ra nhiều cơ hội cho công tác quảng bá, xúc tiến liên kết cũng như phát triển du lịch trong thời gian tới. Có thể nói rằng là ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ cũng đã gặt hái được là thành công bước đầu về vấn đề quảng bá, xúc tiến và về thương mại, về du lịch để chúng ta có một cái bước là sắp tới từng năm là chúng ta làm để nhằm là thu hút ngày càng đông các cái lượt khách đến tham quan cũng như là để chia sẻ, phối hợp, liên kết, hợp tác rồi phát triển về du lịch. Lần đầu tiên tham gia cái lễ hội này và cái sự hưởng ứng và trao đổi hàng hóa và giữa người dân và doanh nghiệp thì cũng là diễn ra rất là ok. Dạ, nó cũng được người dân đón nhận cũng nhiệt tình. Tôi vô đây lần này bữa nay nữa là lần thứ 3. Gian hàng thì cũng có những gian hàng quận, huyện của thành phố Cần Thơ tham gia đầy đủ. Cô thấy triển lãm là trái cây, hoa kiển, thức ăn, thực phẩm thì cũng đa dạng. Nâng tầm về quy mô lẫn hình thức, đó cũng là điểm đáng ghi nhận mà Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 9 mang lại. Đây vừa là điều kiện, vừa là yếu tố để ngày hội ngày càng phát huy ý nghĩa cũng như tầm quan trọng đối với sự phát triển của du lịch thành phố Cần Thơ.